Đó. Và cái vấn đề này thì không thể quên tới dì Năm. Dì Năm có nói một câu mà tôi kể như là tôi phải nhắc lại cái vấn đề này. Dì Năm bảo rằng đó, con Hà không nghe cho nên nó mới có ngày hôm nay. À, không nghe cái gì? Không nghe dì Năm là cho thằng Túng 1 tỷ hay sao, hay không nghe cái gì? Cái vấn đề đây thì nếu như mà gia đình của chị Hà mà nghe được cái clip này đó, thì lưu lại cái clip của tôi là lúc là 18 giờ 30 ngày 9 tháng 8 năm 2023. Có cái đoạn dì Năm nói rất rõ cái vấn đề là do chị Hà không nghe cho nên mới xảy ra cớ sự này. Lưu lại cái clip đó, tôi nghĩ rằng có ngày sẽ dùng tới. Có nghĩa rằng dì Năm cũng đã chỉ đạo cho chị Hà là kể như là đưa cho Túng là 1 tỷ đó, chỉ đạo cho chị Hà đưa cho Túng là 1 tỷ. Nhưng cái vấn đề ở đây á, là chị Hà là không thực hiện theo đó, chị Hà không thực hiện theo. Bà con đợi tôi một xíu, tôi mở ra luôn để mà cái như là cho cái thằng số điện thoại cho nó nghe luôn quý vị. Có những cái nó thật sự tôi cũng cảm thấy nó buồn cười. Ủa tại sao bây giờ vẫn còn có những cái kẻ mà gọi là nó nhảy vô nó binh vực thằng Túng một cách là bất chấp. Mà tôi hỏi là lý do gì binh? Binh bây giờ phải có cái luận chứng. Mà bà con thấy không có bất kỳ thằng nào nó đưa ra một luận chứng. Thì cái vấn đề đó chúng ta phải hỏi ngược lại vì sao đó binh? Cái con cái đưa nó 1 tỷ, con ơi, rồi nó đi chơi hết 1 tỷ rồi nó hối hận nó quay về với con thôi, nó quay về cái quần đùi, nó đi chơi 1 tỷ hết 1 tỷ giờ đòi tỷ nữa, đúng không? Anh quen sao nhịn quen. Một người vợ mà họ không có một cái cương lĩnh thì chắc anh là bị những cái ông gọi là cái như là ham gà ham nhím, là ông hay ăn kiếp hay bắt nạt, cứ mỗi lần về nhà cái mặt cái hầm 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 đấy, vợ mà lên tía một cái là đờ mờ mày một cái là vợ phải đưa tiền thôi, anh cầm 1 tỷ đi chơi đi anh, hết 1 tỷ rồi anh nhớ gì ở giữa em nha. Bà Năm hồi giờ có làm điều đó chứ bà Năm? Bà Năm hồi đó có hồi giờ có làm cái vấn đề đó với chồng mình hay chưa, đúng không? Giống như á, lúc mà tôi đang ví dụ vấn đề ở đây đó, giúp như ổng là ổng có những cái gì gọi là không chịu làm ăn à, rồi nó thâu anh ơi, anh cầm đỡ tôi đó quý bà con, khoảng tầm 50 triệu thôi, không cầm 1 tỷ. Bà đã bao giờ bà cầm bà đưa cho chồng bà tầm 10 triệu tới 50 triệu mà anh ơi anh đi chơi cho đã đi, rồi cái như anh chơi hết tiền rồi anh về với em, có không bà Đăng? Mà bà bảo chị Hà phải đưa cho cháu của bà là 1 tỷ rồi nó đi chơi hết 1 tỷ rồi nó về với con thôi. Đây là một trong những câu nói là nó thật sự quý vị, nó sốc nhất trong 2023, một trong những câu nói mà cực kỳ sốc, đúng không? Tôi nói có giàu cỡ nào chăng nữa, tôi nói là cái như là đi mà gọi là gấm nhung mà trải dọc đường đó, thì người ta cũng không thể khuyên, không thể mà can thiệp cô vào cái cách mà lối sống của con của cháu được. Đó. Đừng nói nghĩ là dì Năm đâu đã là cái gì của xã hội này, mà dì Năm lại là khoe của, thâu con ơi, đưa cho nó 1 tỷ đi, nó chơi xong 1 tỷ rồi nó hối hận gì đó, con có hối hận không? Dì Năm cam kết là hối hận hay không? Đó, mà dì Năm lại nói như đúng rồi quý vị. Một trong những câu nói mà tôi cảm thấy rằng cả nhân là rất bất ngờ cho dì Năm à, hèn chi. Đấy, bây giờ đó, bây giờ con cái đưa cho nó 1 tỷ đi, hết 1 tỷ đấy rồi cái như là nó sẽ hối hận quay về với con. Chô cha chi mà tậu rơ bà Năm. Cái thằng số điện thoại 0907 cái mày đừng điện tao nữa mày, tao đang live stream. Mày muốn gì đó, mày muốn thì xong cuộc live stream đây rồi mày điện nha. 0907 574 027. À, mày muốn gì xong cuộc gọi đây đâu. Mày muốn cà phê, cà pháo chỗ nào thì mày điện tao tới nha. Mày dạng dạng nói thật sự.
Nói đừng buồn, mày giống chó sủa ma thôi mà chẳng là cái gì đâu nha. Mày là với trong mắt tao, mày là chẳng là cái đinh trí gì hết trơn. Đừng bao giờ mà điện thoại quấy rối và đừng bao giờ hăm dọa. Với cái tư tưởng của mày đó là lang thang Sài Gòn này, gặp cái như tính hàng cả hàng trăm trăm người đầu chứ không phải là cái như là mày là lần đầu tiên. Thấy chưa? Bỏ đi, bỏ tư tưởng đi cưng, xúa tiền chỗ khác mà xúa. Trời ơi, mày đụng vô tới lang thang Sài Gòn này mày xúa chứ giải mặt vậy. Tao nói nó thật sự mày đó, nói để mà nghe à, mà nghe mà hiểu. Với cái loại như mày đó, nó thật sự cái đầu của mày nó thật sự thua gì đầu con tôm. Đầu của mày á là nó dạng dạng đầu tôm à, hiểu không? Điện tao làm chứ, mày điện tao nói lịch sự á. Ừ, đầu mày ngu chỗ nào mày hỏi là tao sẵn sàng tao nói, tao dạy cho mày cách khôn. Còn mày điện mày nói như chó sủa ma thì tốt nhất đừng bao giờ mà điện. Mày tốn tiền điện thoại vô nghĩa, mà loạn chọn cuộc gọi mày có những cái là nó hơi quan trọng đó nha. À, nói xíu nữa, kết thúc buổi livestream này, mày muốn điện muốn hẹn muốn hò đấy tao chiều, ok chưa? Tao đừng điện để anh livestream cho cưng, đừng hăm dọa anh. Nó hăm dọa tôi, nói mày mà lên mày livestream mà nói gì chuyện chuyện của con Hà nữa, mày chết mẹ mày với tao. À, đơ mơ mày, mày kể như là mày lên mày nói cái gì, mày lên kể như mày lên mày binh A Sinh hả, mày lên kể như là mày binh con Hà hả? Con Hà nó là bà nội mày hay sao mày gọi bằng chị? Bà con thấy nói câu nói mất dạy không có gì. Tôi gọi chị Hà bằng chị thì ảnh hưởng đến là cái tổ tiên từ đường nhà nó, đúng không? Không ảnh hưởng trơn trọi. Tôi gọi chị Hà bằng chị là tôi thể hiện một cái sự tôn trọng à, mà cái dạng là nó vô tri, nó không có biết là người ta đang tôn trọng hay là đang như thế nào à, mà nó lên có những cái câu từ thật sự của con nghe vô cùng khói tha à. Trong cái vấn đề này, trong vấn đề này à, tao hỏi mày là cái đối tượng như thế nào à, bạn Tuấn hay là người đồng hành Tuấn hay là một trong những người gì mà cái như là đến bây giờ mày phải lên tiếng. Nhưng mày bây giờ mày lên tiếng muộn rồi, nó thật bây giờ mày lên tiếng muộn rồi à, chắc ăn cái sự việc này không sớm hay muộn đâu. Tao đang rất tự tin cái sự việc này không thể nào mà cái như là để cho nó không có một kết quả, dù kết quả như thế nào cũng phải cần biết à. Tôi đối với bà con một cái dòng sông, một dòng sông mà như sông Vàm Cống, nó không có cái như là cái cây cái cối gì à. Nếu cây cối á, là chắc ăn dành cái ghe cào đó, cái ghe cào vừa rồi quý bà con nó sẽ vướng vô cái cây cối và thợ lặn xuống sẽ phát hiện cái cây cối, đúng không? Người ta cào theo dọc tuyến sông mà, có cây cối ở đâu? Chắc ăn sẽ không có cây cối. Mà tôi hỏi quý vị, nếu như cái thằng đầu đất này đó, nó cũng phải hiểu rằng chị Hà đang xuống như đó, xuống ở đó 12 ngày không lên, thế là vướng cái gì? Nó phải hiểu là vướng cái gì ở dưới đó mới là chị Hà không lên. Thì cái ở đây là mình là người ở cộng đồng mạng, mình cảm thấy là nó khuất tất những cái gì thì mình hỏi những cái đó thôi. Mình chưa kết luận là thằng Tuấn nó như thế này như thế kia, nhưng qua những cái mà mình hỏi đến bây giờ, ngay cả những người thân của Tuấn như dì Năm cũng không thể giải thích được. Dì Năm có nói một câu rằng vì mỗi người mỗi nơi cho nên cái lời nói nó không khớp. Đây là một trong những cái chúng ta phải là ghi nhớ vấn đề này. Vì sao một cái sự thật dù có nói như thế nào nó cũng là một cái như là cái điểm đến, cũng là cái như là không thể mà thay đổi được. Nhưng mà đằng này mỗi người là một vẻ, mỗi người một vẻ. Dì Năm nói một đường, Tuấn nói một nẻo, dì Mười nói một nẻo. Thế tôi hỏi quý con bây giờ tin ai quý vị? Bây giờ tin ai? Không biết tin ai, mà bây giờ muốn tin cũng không được. Có nghĩa rằng mình so sánh lại những cái vấn đề mà những người, những lời người ta nói so với cái thực tế chị Hà nổi lên là nó trắc quốc, nó không có một cái gọi là phù hợp. À, tôi hỏi rằng bây giờ cái vấn đề đó thì mình không đặt dấu hỏi thì nó cũng hơi vô lý, đúng không? Mình không biết thì mình đặt dấu hỏi, chuyện này là rất bình thường. À, vì sao chị Hà rớt xuống đó mà không có con gì ăn? Mà tại sao là chị Hà cái lại là lên mặt nước rồi còn nằm sấp? Chẳng lẽ chị Hà đang cái như đang tiếc cái gì? Chẳng lẽ bây giờ ngày xưa dắt chúng, tôi thấy dắt chúng là nó cúng heo đứng quá vậy. Nó cúng heo đứng rồi nó cúng cái như là cái gì đâu chứ, như đầu heo đầu đồ chứ làm chi mà có cái chuyện mà cúng gà cúng vịt đâu mà chị Hà còn tiếc chân vịt mà chị Hà cúi xuống chị Hà nhìn, đúng không? Hay là chị Hà cái đang thương nhớ bà Thủy, vừa mới lên là còn cắp đầu xuống nhìn,
Đây là một trong những cái nó thật sự quý vị, mình phải đặt cái dấu hỏi đó. Cái dấu hỏi này xin thưa quý vị đó, dấu hỏi này thì chắc anh rằng những người như Tuấn thì nó cũng là bây giờ nó cũng là bí đường, nó không trả lời được. Đừng nói là bây giờ nó thật sự cái thằng mà số điện thoại kia nó lên gọi khủng bố, phải trả lời cái vấn đề đó, chắc anh rằng sẽ có câu trả lời. À, dù cái kết quả như thế nào, chị Hà đang vướng cái gì đó mà 12 ngày không nổi lên. Đây là nguyên cả cộng đồng mạng hỏi. À, chứ còn đừng bao giờ nhảy vô binh vực một cách bất chấp mà điện qua dọa người này hay người kia. Thực sự đây là một trong những cái gọi là sai lầm. À, bà con thấy chuyện vô lý không? Lúc đầu tiên mà vợ chưa lên á, thì Tuấn nó khấn nó vái. Đến lúc mà vợ lên rồi nó là người đầu tiên bỏ chạy. Cô hỏi quý vị, đây là một cái lý lẽ gì? Đây là một lý lẽ gì? Và nó khấn ở đây đó, nó cũng kêu gọi những vị thần linh. Nó kêu gọi những vị thần linh là bà Thí, bà Cậu, tha cho vợ nó, thả vợ là. Cô hỏi quý vị, cái thực tế là bà Thí thả hay là do móc xét kéo lên? Cái này chắc là bà con cũng đã hiểu. Tôi nghĩ cái thực tế chị Hà lên đó là do móc xét kéo lên. Mà kể như là nó lên bắt đầu lúc mà phát hiện chị Hà lên đó, nguyên cả cái đám YouTube mà đi theo đó à, và cả giác chúng luôn, nó nói trời ơi do tôi vái linh quá, do vái linh quá. Nó lúc nó vái mà bà Mừ đứng bên cạnh, bà Mừ đứng sau lưng, cái là giái to lên đi con, giái to lên đó à, lúc đó nó giái lên. Nó bảo do nó giái to quá, bây giờ cái chị Hà bức chịu không nổi, nổi lên à. Nên nhớ rằng chị Hà nổi lên là do móc sách, chứ không phải là chị Hà nổi lên là do những cái giái cúng các ông nha. Chị Hà nổi lên không phải là do các ông cúng giái, mà do kể như là cái móc sách mà kéo chị Hà bức phải nổi lên. Nên nhớ điều này đó. Rồi bà con thấy là cái chuyện mà cúng heo đứng heo đồ tiếp tục nó ra ma mị cộng đồng, ma mị cho những người gọi là đang kể như là có những cái mơ tín, đúng không? Không thể được. Bà con cứ nhìn kỹ một cái bức tranh, nhìn ở đây một cái tổng quát, bà con cũng đừng có thiên cận bất kỳ vấn đề gì. Và tôi cũng vậy, khi tôi lên tôi nói về cái sự việc của chị Hà, tôi đang nhìn một cái khía cạnh rất tổng quan cho một cái vấn đề này, cho một câu chuyện này. Tôi cũng chưa có một cái gọi là có cái khúc mắc với Tuấn Sà Lan, với cái gia đình của Tuấn. Và tôi cũng chẳng có một tình thân nào với chị Hà. Cho nên bà con cứ nghĩ, đừng có nghĩ rằng là tôi thiên vị chị Hà, mà tôi kể có những cái mà tôi hỏi những cái lời mà thằng Tuấn nó không thể giải thích được. Có nghĩa là mình lên cộng đồng mạng mình hỏi một cái công tâm. Ừ, cái chuyện bây giờ chị Hà là người đã khuất rồi à, chị không thể trả lời được. Nhưng qua những cái thước phim mà chúng ta thấy được, thì chúng ta hỏi giúp dùm cho chị Hà, vì sao chị vướng cái gì mà chị không lên, vì sao mà cái dòng sông dàn cống trở thành một dòng sông chết đó. Không có bất kỳ con thủy sinh là tấn công. Bà con thấy đây là một cái hiện tượng lạ. Và chúng ta bây giờ nghe lại những lời của Tuấn nói lúc chị Hà chưa lên, Tuấn nó khấn nó vái cái gì. Và lúc chị Hà lên thì Tuấn nó nói làm sao, nó vẫn là chửi thề luôn. Lúc chị Hà lên nó vẫn chửi thề luôn, đờ mờ chết rồi còn nổi lên đó. Tôi hỏi vì sao cái bây giờ nó thật sự. Cái vấn đề mà lúc vợ anh chưa lên đó, lúc vợ anh chưa lên thì anh khấn anh vái, lúc vợ anh lên rồi là anh chửi thề. Đây là một trong những cái thì mình cảm thấy khó chịu đó.